Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với video của mình. Như các bạn đã biết, các cụ ta thường nói câu là thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng, để nói lên cái độ khó chịu khi chúng ta bị đau hai cái cơ quan này. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để chữa nhức răng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Cái đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đấy là các bạn sử dụng một chút muối ăn, một thìa cà phê muối ăn đấy, các bạn hòa với một ly nước ấm, sau đó chúng ta xúc miệng làm như vậy trong vòng từ 30 giây đến 1 phút, sau đó chúng ta nhổ đi. Làm như vậy thì cơn đau răng sẽ giảm đi rất là nhanh. Cách thứ hai mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là cách trị đau răng bằng vỏ xoài, cái vỏ của quả xoài đấy. Vỏ xoài có tính hàn rất tốt trong việc cầm máu, lợi tiểu, đặc biệt là chữa nhức răng. Các bạn chỉ cần đem đun 3 miếng vỏ xoài to bằng bàn tay, cạo bớt vỏ ở bên ngoài, rồi sắc với 3 bát nước lọc cho đến khi chỉ còn 2 bát. Đem lọc, rồi đổ vào chai đã chuẩn bị sẵn. Mỗi lần chỉ cần lấy một chén để ngậm và súc miệng. Làm như vậy thì cơn đau răng sẽ giảm đi nhanh chóng. Cách thứ ba đó là chúng ta dùng ấn huyệt để chữa đau răng. Cách này có thể áp dụng trong cái trường hợp mà chúng ta đang ở một cái nơi không có một cái thuốc gì hay là dụng cụ gì để chúng ta chữa răng. Chúng ta có thể dùng phương pháp là ấn huyệt. Thì các bạn dùng tay chúng ta ấn vào cái huyệt chỗ này. Các bạn day ấn trong vòng khoảng 2 đến 3 phút. Đấy, bên này cũng thế, sau đó đổi. Hay là bên này cũng thế. Đấy, các bạn lưu ý nhé, cái mẹo này nó rất là có tác dụng nhưng mà lại kiêng kỵ đối với phụ nữ đang mang thai. Một cách nữa cũng rất là hiệu quả trong việc trị đau nhức răng đó là các bạn dùng khoai tây. Khoai tây các bạn rửa sạch, gọt vỏ, sau đó sắt lát, giã nhỏ và đắp lên chỗ răng đau trong vòng khoảng 10-15 phút. Cách này rất chi là hiệu quả trong việc chữa đau nhức răng. Cách tiếp theo mà mình muốn nói với các bạn đó là dùng nước chanh hoặc là nước hành tây. Các bạn có thể dùng nước chanh chúng ta súc miệng hoặc là lấy bông gạc chúng ta chấm vào nước chanh, nước cốt chanh đấy, sau đó ta ấn vào chỗ răng đau. Để như vậy một lúc chúng ta bỏ ra, hoặc các bạn có thể thay bằng nước chanh bằng nước hành tây. Chúng ta có thể lấy một lát hay hai lát hành tây chúng ta nhai và chúng ta dịt vào cái chỗ bị đau răng này. Hành tây có cái tác dụng sát khuẩn rất là cao, nó sẽ làm cho cơn đau giảm đi nhanh chóng. Cái thứ tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đó là chúng ta dùng tỏi. Tỏi có khả năng sát khuẩn. Bóc vỏ tỏi tươi rồi đập dập, cho thêm ít muối rồi trộn đều. Sau khi trộn đều, phần muối ngấm vào tép tỏi. Bạn dùng tép tỏi ngậm vào vị trí mà răng đang đau cũng có thể làm giảm đi cảm giác rất khó chịu. Khi trộn tỏi với muối, bạn có thể dùng thêm ít nước dầm cho nước ở tép tỏi tiết ra nhiều hơn. Các bạn khi mà trộn tỏi với muối thì các bạn nhớ đổ thêm một chút nước nữa để cho nước ở trong tỏi nó tiết ra nhiều hơn. Sau đó các bạn dùng bông gạc để thấm nước tỏi để chấm vào cái chỗ bị răng đau. Bạn cũng có thể làm liên tục như vậy, hoặc bạn cũng có thể chèn ép tỏi vào giữa những chỗ răng đang bị đau, sau đó cắn thật chặt lại để cho nước ép tỏi tứa ra, thấm đều vào chỗ đau răng, giảm được tình trạng viêm sưng rất nhanh. Nữa để trị đau răng hiệu quả đó là các bạn dùng lá trầu không. Các bạn lấy 2-3 lá trầu không, giã nhỏ cùng với vài hạt muối, rồi hòa với chén rượu. Sau khoảng 10 phút thì gạn lấy nước trong, chia làm 2 lần, súc miệng kỹ rồi nhổ ra hết. Mỗi lần cách nhau khoảng 5 phút, làm như vậy thì răng sẽ hết đau trong khoảng 15 phút. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là với những cái mẹo vặt ở dưới đây, các bạn có thể giảm nhức đau răng rất là hiệu quả. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè mình được biết. Và nhớ like, subscribe và để lại cho mình những comment nếu các bạn có ý kiến khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt các bạn.